mọi người. Hôm nay khi chúng mình quay video này là ngày mùng 3 tháng 8 và là sinh nhật tròn 13 tuổi của Hồng Anh nhá. Chị Vương đang quay hộ cho Đại Nghĩa. Em gái nhỏ đây. Đó, ok. Kính không? Cô gái này thì hơi to hơn một tí. Đây, còn cái cô gái này này không biết có quen mặt không? Cô này thì rất là to luôn, cô gái to luôn. Qua đây Hồng Anh rất ngại mặc áo bơi vì cảm thấy mình hơi lớn lớn rồi. Nên là bạn ấy mặc luôn bộ quần áo bạn ấy xuống nước này. Đó. Bơi ngửa nha, Hồng Anh bơi ngửa được nha, hơi siêu luôn. Thì Giang đang học bơi ngửa. Linh bơi được bơi ngửa được chưa? Cô đừng gọi Linh bơi được chưa? Bà ngoại đang xuống bể. Chị ơi, cho em xin cái kiểu đi chị. Đó cũng như thường thôi bạn ạ. Mỡ bơi mặt không nổi lên mặt nước à? Hả? Bơi ngửa nhưng mà để ở dưới nước không nổi lên à? Rồi, mấy thì yêu chạy hết lên bể trên này các bạn ơi. Hãy subscribe cho
body.